giống như đi đường á, nhìn gái nhìn đắm đuối lắm. Dạ, nhìn mà đang chở em nha, ở đằng sau nha, mà nhìn người ta mà ủi cái xe luôn. Ôi, trời, bạn đang chung rồi. Ồ, chứ không nhìn đàn ông là mệt thêm á, tự nhiên nhìn đàn ông, tự nhiên nhìn đàn ông. Trời, chắc rồi, tung xe luôn. Hai vợ chồng Son mời hai bạn giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thần. Em Hoàng Vinh, năm nay 40 tuổi. Nhỏ em tuổi. Ôi, trời, hộ dí không? Tưởng đâu tôi nhỏ ngông không á. Vinh làm nghề gì? Em ở đâu? Hiện tại ở nhà sửa xe. Mà ở thành phố hay là ở tỉnh? Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy? Quận 2. Quận 2. Sửa xe hơi, sửa xe máy. Sửa xe máy. Rồi vậy mai mốt tôi đưa xe qua sửa nha. Rồi mời vợ Hoàng Vinh. Em xin chào quý vị khán giả và chị Hồng Vân và anh Quốc Thận. Em là Trần Thị Phượng, 40 tuổi. Em hiện là làm bếp cho công ty Lì Xì Bốc. Hồi đó chắc có lẽ là đang đi trên đường xe hư, tấp vô quận hai sửa, tấp vô quận hai sửa xe, gặp ông sửa xe có duyên quá, coi như hốt ông luôn, đúng không? Không không, thôi em đừng có, thôi bây giờ em làm ông mụ đi, em đừng có làm ông thầy nữa, trời ơi, thì không có bao giờ mà trúng hết trơn hết trời á. Bây giờ nói cho Quốc Thận nghe, hai bạn bắt đầu yêu nhau nó như thế nào? Cái thời điểm đó là 20 năm trước, năm 2000 đó, Sài Gòn Cô Tiên năm 2000. Thì hai chồng bắt đầu gặp từ năm đó. Lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào nè? Hồi đó thì có mấy cái câu lạc bộ hát với nhau, rồi bia, rồi chè rồi đó. Rồi đi, rồi mới gặp. Là gặp nhau ở chỗ bia hay là chỗ chè? Dạ, bia. Hai người đi chơi bia luôn. Dạ. Ôi ôi vậy đó. Ôi, dạ. Bà này là hồi nhỏ trẻ, bà đẹp lắm đây nè. Em nhìn là em chịu không nổi rồi đúng không? Đúng không? Dạ, đúng rồi. Biết ngay mà, nhìn mà một cái là đổ liền. Còn em thì sao? Em gặp anh này em có ấn tượng gì không? Ấn tượng đầu tiên là ông xã em nói: "Phượng, em tên gì?" Dạ. "Phượng, em tên gì?" Dạ. Phượng, em tên gì? Con miếng á. Ừ. Em có trả lời không? Em tên này, em tên Phượng. Em có trả lời, em nói: "Hỏi gì kỳ giá? Nhưng mà em có thích ảnh không?" "Chưa. Chưa có ưa gì hết." Dạ. Hồi đó hai vợ chồng, nói chung người ở xóm trên, người ở xóm dưới á, học thì em trước, bà xã hàng khóa, có đi chơi chung nhóm bạn á, thì cũng có biết qua. Nhưng mà cái lúc đó là Phượng cũng chơi pizza, rồi em cũng chơi pizza, hay là Phượng là làm ở tại cái tiệm pizza đó? Không, em chơi pizza nhưng mà Phượng thì chỉ có lên uống nước ngồi với bạn thôi. À rồi, rồi sao? Ảnh cua Phượng đúng không? Dạ, dạ lúc đó thì Vinh đang quen một người cũng tên Phượng luôn. À, dạ, cũng tên Phượng luôn. Rồi bạn bè mới là nói là con kia cũng Phượng, con này cũng Phượng. Đó, rồi mấy bạn bè mới ca là hồi đó hắn đi City mà một chiếc City chở đầy hoa Phượng. Trời ơi. Dạ. Một chiếc City chở đầy hoa Phượng. Đó, bạn bè ca vậy đó. Vinh vẫn quen cái cô Phượng đó. Lúc đó thì người đó thì đang có như là đang trong cái tình trạng là chia tay. À, hai người đang chia tay đúng không? Nhưng mà chưa có nói ra miệng thôi. Chưa nói ra miệng tức là sao, có nghĩa là còn hai giống người như là ly thân mà chưa ly dị á. Dạ đúng giống rồi đó. Vậy đó đúng không? Dạ đại khái vậy đó. Khi mà Vinh gặp bé Phượng này á thì bé Phượng kia có biết không? Dạ biết. Biết rồi có làm gì không? Phượng đã nói là Vinh là quen tôi, nếu mà ấy là tôi sẽ đánh, tôi sẽ này kia kia nọ vậy đó. Mà nói sao, gặp thẳng mặt nói là? Dạ gặp thẳng mặt luôn. Hồi xưa là lúc tụi em đâu có điện thoại. Em mới nói là tôi đâu có biết, bây giờ muốn gì thì phải chờ Vinh. Ví dụ Vinh chọn ai? Ông đào qua dữ dội gì đó hả trời. Rồi sau đó rồi ba người có ba mặt một lời không? Không, lúc đó em tự đứng ra giải quyết. Rồi sau đó là hai bạn chính thức quen nhau. Dạ. Có cái gì trắc trở không? Nói chung cái chuyện tình cảm cũng may mắn lắm. Thời gian từ lúc quen tới lúc cưới là chỉ vỏn vẹn có 6 tháng thôi. Nghĩa là 20 là đã bắt đầu lên xe huê rồi phải không? Dạ. 21. Có lúc nào yêu xa không? Dạ có. Là có lấy rồi hả? Dạ rồi. Không, chưa lấy. Lúc quen, ông xã em đi Đắk Lắk để làm. Dạ, sửa xe ô tô đó. Lúc đó cái như em có bà thứ 9 ở bên Pháp mới nói là dắt về gả chồng cho em. Dạ, dắt chồng về gả cho em. Dạ, chồng Việt Kiều đó. Dạ. Rồi ba mẹ mới nói như vậy. Thôi ba mẹ chỉ có mình con là con gái, bây giờ ba mẹ thấy Hằng Vinh cũng được, thôi bây giờ nói nó đi, nếu mà thương con thì lên ba mẹ gả cho, ba mẹ không muốn phải gả con đi xa. Em gọi điện cho Vinh, ba mẹ nói vậy, có thương thì vậy, cứ thương còn không thì thôi. Sợ chưa đúng không vậy? Lúc đó đang làm cho người ta ở trên cái xưởng đổ đó anh, mà cách ở ngoài thành phố Buôn Mê Thuột tới 40 cây số rừng á, thì nghe điện nhắn lại vậy á. Cái đêm đó em làm đêm luôn, làm cho giờ xong 3 giờ sáng là tới 4 giờ sáng em bắt xe em đi về đây luôn. Mất siêu vợ sao đúng không? Siêu phách lạc luôn rồi. Dạ. Đó là các bạn là ở yêu xa là khoảng bao lâu thì mới anh dạ về? Có 1 tuần 10 ngày thôi. Tuần. Dạ mới 1 tuần mà bà đã bị âm rồi. Có nghĩa là
chưa được đủ 6 tháng luôn á. Dạ nói chung thì cái cách mặt á thì đi làm xa thì không có bao nhiêu lâu hết. Con tuần thôi vậy. Vì ngồi ở xóm trên, ngồi ở xóm dưới đi xe đạp lên là tới gặp rồi. Rồi là cưới luôn. Dạ. Là suôn sẻ luôn đó. Dạ. Từ lúc đó cho đến lúc cưới hai bạn có vượt rào không? Nói tới vượt rào mới mắc cười. Lúc trước trước khi đám cưới một tuần, đúng một tuần, hai chồng đi giống như hưởng tần trăng mật vậy đó, định là vượt rào đó như anh nói đó. Thì vũ nguyên một đám bạn bè hai bên luôn rồi cùng nhau kéo xuống Cần Giờ. Xuống Cần Giờ nắng rồi tắm biển, về cái hải dài ba lột hai bên. Không biết sao đám cưới làm sao mặc sơ ghi khoe áo rồi. Rồi cái bắt đầu mới có nhờ bạn bè người này chỉ người kia chỉ đắp nha đam đắp đồ để cho kẹp lành và làm cô dâu. Rồi mà lạc đề luôn á, nãy giờ kể chuyện lạc đề luôn. Không thì nhưng mà hỏi hỏi, cái lúc rào mà đi vượt cái lúc mà tính đi Cần Giờ trăng mật là có vượt rào chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Tại lý do là tại vì bị cháy cái da rồi. Dạ không. Rồi tuột mút hay gì? Đi đông lắm. Không, cái lúc đó đi chưa có lột da. Thì bởi tắm biển về mới bị. Thì tắm biển về đó là về tới chiều là thấy là nó đỏ da rồi. Nhưng là tuột mút á. Nhưng mà cái chuyến đó là có ý định không Vinh? Dạ có. Thì đã sắp xếp mình đi về thấy da ba đỏ quá. Đúng rồi. Tuột mút luôn. Lo không biết sao mặc áo cưới. Nhưng mà em biết không? Em biết là ổng có ý định không? Dạ không. Tự gì chỉ nói là đi chơi rồi này kia, đi đông lắm mà. Tự gì từ lúc quen cho tới khi cưới nha, là vợ chồng em đi chơi lúc nào cũng có cháu hoặc là bạn rất là đông, chứ không bao giờ mà được là lý do nữa đó. Dạ đông không quá, bao không giờ mà được hai đứa đi riêng hết trơn á. Tại vì nói chung là em cũng sợ. Không nghe này, nhưng mà có bao giờ đi chơi với ổng mà ổng có ý định là ổng có một ý đồ thăm đen mà ổng một phát không? Cũng có rủ. Dạ giống như là rủ đi uống cà phê, mà cà phê thì cà phê gọi là cà phê chòi đó. Dạ cà phê chòi mà hên là cái lúc đó em cũng rủ thêm hai người bạn, hai người đó cũng quen nhau rồi không làm ăn. Uống cà phê thôi. Rồi lúc đó còn nhỏ mà. Dạ mới có 20 thôi chứ nhiều. 20 mốt. Dạ ủa như vậy là các em cưới nhau được bao nhiêu năm rồi? 20 năm. Mà sau khi cưới thì cuộc sống nó có vất vả không em? Dạ, đa số là chỉ là kinh tế. Tự vì hồi xưa giống như là em với ông xã thì cũng chưa có chắc về cái công việc. Hồi xưa thì em làm tiệm tóc thì nó cũng bấp bênh. Ông xã sửa ô tô. Ủa là Vinh sửa ô tô từ hồi trẻ luôn á hả? Dạ, năm em tốt nghiệp năm 98 bên Cao Thắng là anh em làm. Là đi làm luôn? Dạ, là ra đi làm trên BBK Biên Hòa, làm được 4 năm. Mà sao em sửa ô tô mà sao giờ chuyển qua sửa xe máy vậy? Nặng quá, cũng vòng vòng kết cấu vậy thôi. Rồi các em có mấy đứa? Dạ hai. Anh dạ nhìn. Đứa lớn 19, đứa nhỏ 9. Rồi cuộc sống thì nói chung là nó có khó khăn vì các bạn nhỏ không? Hai đứa cũng biết nghe lời cũng này kia lắm. Con khỏe mạnh hả? Dạ, không, thằng lớn thì nó bị thận hư, hội chứng thận hư. Rồi vậy là tiền không đúng. Lúc 3 tuổi bắt đầu là anh ta bị. Dạ tới lúc 14, 15 tuổi thì mới là đỡ hơn thôi. Là trong suốt cái thời gian đó chắc đi chữa trị rồi nhiều lắm em. Cứ ở trong bệnh viện Nhi Đồng 2 nhiều hơn là ở nhà. Đúng rồi, thật dạ. Là mệt mỏi lắm. Dạ. Rồi bây giờ là cháu khỏe rồi hả? Dạ bây giờ khỏe, bây giờ 6 tháng đi khám, tái khám một lần. Dạ. Bác sĩ bảo tình hình của bạn như thế nào? Dạ khỏe. Dạ. Thôi vậy thôi, chúc mừng em. Dạ. Chúc mừng. Dạ. Mừng phụ nghe. Dạ. Rồi gì nữa đây? Thôi giờ trời qua cái kia đi, qua cái vụ mà kể xấu nhau đi. Anh đỏ. Đó không? Ông có tật xấu gì không? Nhìn ông hiền khô, ông có tật xấu gì không? Dạ, nói chung là tật xấu nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ nhưng mà không? em cũng hy vọng là sửa đổi giùm em. Thì ăn uống đi, ví dụ em đi làm 3 giờ về không ăn đâu. Chờ đến đi mà em đi làm về mới ăn. Phải có vợ về ăn mới ngon đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Làm gì tới 3 giờ chiều hay 3 giờ sáng? 3 giờ chiều. 3 giờ chiều là không ăn trưa mà chờ tới 3 giờ chiều mới là ăn trưa của em á. Dạ. Nhưng mà cái công việc sửa xe chị biết không, nó mệt lắm luôn á. Mà vậy hoài luôn hả? Dạ, thường xuyên luôn. Có khi nào về tới 5 giờ mà ổng vẫn đợi tới 5 giờ? Dạ cũng có luôn. Có nghĩa là cứ phải chờ vợ về ăn nó mới vui. Bởi vì người ốm nè, cái phọt này phải thương chia cho anh Thuận đỡ á. Hồi đó giờ chắc đâu có lén phén mèo mã gà đồng vậy đúng không? Dạ không, nhưng mà giống như đi đường á, nhìn gái nhìn đắm đuối lắm. Dạ. Nhìn mà đang chở em nha, ở đằng sau nha. Mà nhìn người ta mà ủi cái xe luôn. Ôi trời ơi, vậy luôn á. Dạ. Trời, lúc đó em sao, em phản ứng sao? Em nói trời cái gì vậy, cái gì vậy? Tôi này đằng sau nè. Chưa chắc người đó mà hơn tôi nữa mà sao không nhìn tôi mà lại... Dạ, cái nói không thấy quen quen nhìn thôi. Dạ. Chắc nhìn người quen đó. Mà nhìn người đẹp ra người quen không à. Dạ. Đâu, người quen toàn người đẹp. Người quen toàn người đẹp. Đó. Ừ đó. Rồi có thật xấu gì nữa không? Dạ, ở dơ một cây. Ở dơ một cây.
không phải, tao dần thử sửa xe mà, dần sửa xe mà chị ơi, dầu nhất mà bám dữ lắm. Ý là mình đang nói là trong cái chuyện mình nhìn con gái á, dạ, với lại cái ở dơ á thì mình xếp ở dơ vô là tật xấu đi. Còn nhìn con gái biết sao không? Đàn ông phải nhìn đàn bà. Chứ giờ nhìn các bạn đang chung rồi. Ừ, chứ không nhìn đàn ông là mệt thế ba, tự nhiên nhìn đàn ông, tự nhiên nhìn đàn ông. Trời chết luôn, bây giờ xe luôn. Là mệt luôn á. Đúng không? Dạ. Đó là tự nhiên tới 40 tuổi. Tới 40 tuổi tự nhiên mất chồng. Trời ơi, tự nhiên một ngày phát hiện cái váy của mình sẽ mất. Ôi, ông chồng mình lấy. Còn sao nữa nè, có cái gì xấu nữa nè? Từ lúc mà em lấy Vinh là 20 năm rồi. Nhưng mà em thấy Vinh là nói chung hoàn hảo lắm. Chỉ có một cái là Vinh rất là hiền. Chắc chắn là chắc cũng thương con lắm đúng không? Dạ, chiều một cây luôn. Chiều một cây luôn hả? Dạ. Trời ơi, trời ơi. Chỉ có một mình em là phù thủy thôi. Kệ, ở nhà cũng có ông. Tụi bà giống ông. Đúng rồi đó, cũng có người giữ người hiền. Trước á, Vinh cũng mê chơi lắm. Đi chơi bạn bè đồ này kia đó. Quên, giờ về thì con gái cũng có nhắc một hai lần. Lúc đó con gái 3 tuổi nha. Nhậu đồ này kia, con gái nói bố ơi, nếu mà bố nhậu bố xỉn á, bố có mùi rượu con không cho bố hung. Từ đó bỏ luôn. Trời ơi, đáng yêu vậy trời. Dạ. Trời ơi, như vậy là cô ấy là có tiếng nói nhất trong gia đình đó. Dạ, rồi bây giờ á là đi đâu không cần biết, 5-6 giờ là Vinh phải về. Tự vì con gái về không thấy là cái đi học về đó. Dạ, là gọi. Bố ơi con muốn bố, bố ơi con muốn bố. Trời ơi, sao giống biên hồ á. Con muốn mẹ, con muốn mẹ. Là phải về. Dạ, là phải về, dạ. Rồi. Không, là nãy giờ kể cho thấy toàn là những cái tính. Vậy là giờ con muốn thay đổi gì không? Giờ con muốn Vinh thay đổi gì không? Bớt hiền hả? Dạ thôi cứ vậy đi. Để em ăn hết nhiều tí. À, nếu mà để y vậy em kèo trên. Dạ. 20 năm rồi. Dạ, dạ, dạ. Thì đàn bà ta phải tính toán chứ. Rồi bây giờ gió đổi chiều, quá Vinh nó Vinh. Tật xấu của cô ấy là những gì? Em có đâu thì theo em thì vợ em thì tật xấu cũng không có gì, nhưng mà chỉ có cái xấu nhất, có cái là hay mua đồ nhiều. Em ví dụ như một cái áo đó đó, cái một cái cùng một cái kiểu đó mà có thể mua 4 lần 5 lần được. 4 lần 5 lần cùng một màu hay dạ, là cùng một màu, cùng một mẫu, cùng một cái áo như vậy mà mua 4-5 áo. Dạ thì... là em thích cái loại đó là em giống muốn như là hoài, đúng không? Giống như là nghiện mua vậy. Không phải là thích, không cần thiết mua cũng mua, mà cần thiết cũng mua. Chung là giống như thôi. Là nghiện mua sắm. Mua sắm online mệt lắm. Ê, có bao giờ bị đồ kém chất lượng không? Dạ có. Nhiều không? Dạ nhiều lắm. Mua về không xài được, bỏ qua một bên. Cho cũng không được. Thế là đổi cũng không xong. Dạ. Anh bị dính hoài. Dạ đó. Rồi còn tật gì nữa nè? Có nóng tính không? Dạ trời ơi, nóng lắm luôn. Khi mà đói bụng lên rồi là chỉ biết mình thôi, là không biết xung quanh là gì, cứ xả lả không. Đổi trường hợp lại nghe, cổ mà ở nhà cổ không biết cổ có đợi em về ăn cơm chung được nổi không á, đúng không? Dạ đúng rồi. Xấu đó do cái tố tứ bao tử à. Nhưng mà buồn ngủ có quạo không? Dạ có. Lúc mà ngủ rồi là thôi đừng có kêu réo gì hết á. Đừng làm phiền. Vậy là giờ Vinh mong vợ Vinh thay đổi cái gì nè? Dạ em chỉ mong thay đổi là bớt mua sắm online lại thôi. Còn mấy kia là xài được hết đúng không? Dạ mấy kia xài được hết. Nóng tính là cho nóng luôn đúng không? Chấp nhận đồ online mua về Vinh không có xài được. Dạ đúng rồi đó. Thôi anh nói nè, bớt lại. Dạ. Thật ra bây giờ cái này đến anh Vinh khuyên em anh đi. Anh bị dính tại nhiều lắm. Vinh bị dính nhiều lắm. Trời ơi, có lần tôi mua mà xài không được luôn á chị ơi. Trời, chị may mắn lắm nha em, chị không biết cách mua đồ online. Và không bao giờ chị học cái cách mua đó cho nên đỡ lắm. Chị không có biết luôn á. Khi nào chị cần cái gì lắm mà chị nhờ Biến Ngô. Nhờ vậy mà giờ Biến Ngô nó bị ghiền đó em. Chị lo ghê luôn, chị sợ quá. Anh nhớ nè, anh mua một cái gì đó nghe, nó là đồ điện tử. Dạ. Mua xong về xài không được, xong cái lên cái trang fanpage đó thì nó mất tiêu luôn. Dạ đúng dạ, rồi. Nó phá, nó chặn mình luôn. Hay lắm. Mà em cũng mới bị 2 tuần trước vào 2 cái đầm. Dạ. Dạ. Không đâu dài được đâu. Rồi, hai vợ chồng đã 20 năm ở với nhau rồi. Và cái khó nhất đó chính là bạn con trai lớn của em. Dạ. Và bây giờ bé nó cũng đã ổn định rồi. Dạ. Thì thật sự đó là cái khó khăn nhất. Thì bây giờ còn cái gì nữa mà khó. Đúng không? Dạ. Thôi thì chỉ mong là hai em cứ lúc nào cũng yêu thương nhau, hiểu nhau và cùng chung tay nhau đi đến hết cuộc đời nha. Dạ. Dạ. Xin cảm ơn hai em. Dạ. Em cảm ơn chị Hồng Vân, hai đứa nha. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Thường. Em là Nguyễn Thị Minh Lý. Công việc của em là vận động viên bơi lội. Ở nơi bây giờ em làm việc là ở Cai Lậy Tiền Giang, nhưng mà khi mà bơi và thi đấu là em làm ở Tân Bình. À vậy dạ. À. Bây giờ vẫn còn làm vận động viên bơi lội dạ, luôn. Dạ vẫn còn chị. Wow. Bơi dữ lắm nghe chị. Thấy vậy chứ là như rớt xuống hồ là bơi như nháy vậy. À. Và kế bên đây là anh xã của em. Rồi mời em. Dạ chào chị Hồng Vân. Chào anh Quốc Thuận.
Xin chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hoàng Anh, năm nay em 41 tuổi. Hiện tại là công việc của em là huấn luyện viên bơi của người khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. À, huấn luyện viên. Rồi, vậy là không, em đâu cần đoán nữa, em biết hết trơn rồi. Biết hết rồi. Em nói luôn đi. Hai chồng quen nhau trong hồ bơi gì? À, đi thi đấu rồi gặp bà này đẹp quá, ổng cua. Đó. Rồi nhưng mà chị Hồng Vân cũng chưa biết. Chưa, đó, chị khán giả chưa ai biết cả. Bây giờ hai vợ chồng bây giờ nói cho anh chị nghe cũng như là chương trình biết. Bây giờ kể lại cái câu chuyện tình yêu của hai bạn, lần đầu tiên hai bạn gặp nhau như thế nào. Đó, rồi trải qua cái mối tình nó ra sao, kể chi tiết cặn kẽ cho anh nghe nào. Bây giờ đầu tiên vậy đi, cho chị biết cái lần đầu tiên mà hai đứa chạm mắt chạm mặt nhau á là lúc nào? À, lúc em đi thi đấu và anh là huấn luyện viên của đội Cần Thơ. Là đã anh đưa quân lên Sài Gòn thi. Nhưng mà lúc đó là em trong đội của anh luôn hay là hôm đó mới gặp nhau? Em là của trực thuộc Tân Bình. Còn anh là của Cần Thơ. Của Cần Thơ, cho nên hôm đó tụi em mới chạm mặt nhau đúng không? Nói chung là để mà chạm mặt cũng không phải đâu. Vì em là vận động viên nên là lúc đó em ở dưới hồ. Và anh là huấn luyện viên, anh đẩy một vận động viên. Nhưng huấn luyện viên là tới bây giờ em mới biết. Chứ còn ngày đó em tưởng ổng là tình nguyện viên. Thì nghĩ ổng là tình nguyện viên nên mình mới ngắm nghía. Nhưng mà lúc đó nếu mà là huấn luyện viên là mình không bao giờ mình để mắt tới. Nhưng mà lúc đó ổng có bề ngoài, ổng có đẹp trai không? Ngày xưa có nhiều muối lắm, đã muối rồi, giờ chỉ gom lại còn có muối rồi. Sao lý lúc đó em kể cho anh biết cái ngoại hình ảnh như thế nào. Cái cảm giác khi mà em gặp anh này lần đầu tiên á. Nói chung là chị biết trong cuộc đời em á, là em rất thích màu tím. Mà vô tình ông này là bữa đó ông cũng bận cái áo màu tím. Rồi cũng bỏ áo vô thùng rồi nhìn bảnh trai lắm. Đang bơi mà nói với con bạn: ê, giờ tao thích ông đó rồi, mà làm sao để tao quen ổng hả? Cái này là trường hợp này ném về bị sấm sét rồi. Là phái liền. Là em á, em đúng rồi, em là bị sấm sét ái tình anh này rồi. Còn Hoàng em Anh thì sao? Sao Hoàng Anh? Còn em có nhìn thấy cô ấy liền không? Em thì lúc đó chưa nhìn thấy. Lo nhìn cái cô mà đẩy xe đúng không? Đúng rồi. Tập trung vô chuyên môn thôi. Xong rồi cũng đi ngang một cái nhóm vận động viên gọi là cái nhóm mà lộn xộn đó. Thì trong đó nó mới phát hiện ra là có một cô bé rất chi là, nói chung là mặt mày thì sáng, rồi nhìn là dễ thương, rồi các thứ. Xong rồi mình cũng gật đầu, mình chào, rồi mình cũng cười. Mình lịch sử mà. Xong hết cái giải đó thì bắt đầu là khi mà về á thì mẹ của bà xã em á thì bắt đầu có gian xe về. Thì lúc đó là em có xin cái số điện thoại. Thì từ là đó, mẹ của Lý là quá gian xe của là em á, em biết là cái đoàn Cần Thơ á là người ta về là người ta sẽ đi ngang cái lại Tiền Giang. Thì mới nói là em biết thân cái ông thầy giáo của chồng em cơ. Là mới nói là thầy thì cho con gửi mẹ con có quá gian ngay chỗ cầu Mỹ Quý đi thầy. Cái này thầy đồng ý. Nhưng mà đồng ý nhưng mà em không có con em nó gửi mẹ lên xe chứ không phải là em. Ở gửi lên xe xong rồi là nó xin cái số điện thoại của anh. Xong rồi nó dúi vô tay em, nó bảo là khi nào mà mẹ về thì chỉ liên hệ với cái anh này là được. Nhưng mà hoàn toàn không biết là số đó của ông này đâu. Nếu biết là chắc lúc đó mình gọi rồi. Đúng là duyên không. Duyên đó. Đấy, nhưng mà đúng lẽ ra là duyên con em thôi. Chứ không phải em đâu. Bị con em nó được tiếp xúc và nó được nói chuyện với anh. Chứ suốt một giải thi đấu đó em đâu có được. Có nghĩa sau khi em biết anh là huấn luyện viên là không có nói. Có nghĩa là mình cũng biết luôn. Là đúng rồi. Nó có hai cái đẳng cấp nó khác xa lắm. Đó nên là không dám nói chuyện với anh ấy. Rồi xong xin số điện thoại rồi thôi, là giữ cái số điện thoại đó thôi chứ cũng không có gọi. Nhưng mà trên xe là Hoàng Anh cũng xin số điện thoại của mẹ Lý. Dạ không, lúc thời điểm đó là em xin số điện thoại là của con nhỏ em á. Thì nhỏ em cho số điện thoại của bà xã em bây giờ. Rồi hay chưa? Đó. Thì vô tình đó thì xong rồi cái bắt đầu em mới về Cần Thơ. Sau đó bây giờ kể luôn đi, sau đó thì đến bao lâu thì hai đứa mới gọi điện thoại cho nhau? Ai tự ông này ông gọi. Thời điểm đó em là người gọi trước. Thì em cũng gọi hỏi thăm thôi. Mà tại sao em lại gọi? Nói chung là bữa đó thì ngồi ở Cần Thơ á, thì lúc đó mấy anh em ngồi họp lại leo đi, lên đâu? Thì có một tấm hình thì mình nhìn vô cái tấm hình để trên bàn thì thì ra là cái cô bé này mà thi đấu ở trên Sài Gòn mình cũng gặp và mặt mày cũng sáng sủa. Rồi số điện thoại này ở đây thôi cho mình gọi hỏi thăm. Rồi chỉ gọi hỏi thăm thôi. Nhưng mà thực ra là chị muốn hỏi em là lúc mà em tiếp xúc với lại em của Lý á, thì em có cảm tình gì với cô em không? Dạ không, em không có nghĩ gì hết á. Không, đúng không? Tự dưng lại là cứ ấn tượng với cô chị. Dạ. Đúng không? Tại vì thời điểm đó mặt cô chị xinh lắm. Lúc đó có 40+ kg hả? 42. Hoàng Anh, cho anh hỏi, mà cho anh hỏi cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Minh Lý á, là Minh Lý ngồi trên xe lăn hay là ở dưới hồ bơi?
Dạ, ngồi đâu? Xe lăn. Ngồi xe lăn đúng không? À. Là em đã nhìn thấy mặt là như thiên thần rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Rồi bây giờ nghe cái giọng ở trong điện thoại thì em nghe cái giọng có đáng yêu không hay là khi mà em điện thoại cho Lý á. Em không biết có đáng yêu không mà thời điểm năm 2004 á. Năm 2004. À, đầu năm 2005 thì phải. Thời điểm đó điện thoại di động đồ hiếm lắm. Ừ. Tức là ai mà xài được cái điện thoại di động là cũng là nhiều tiền lắm. Ừ. Nên là em cũng có một cái nhưng mà cái cù bắp thôi. Xong cái bắt đầu là gọi điện thoại thì bắt đầu là cứ gọi là hết tiền, cứ gọi là hết tiền. Xong cái em đi ra ngoài cái bưu điện á, là cái bưu điện đó giờ của bưu điện Cái Khế của thành phố Cần Thơ giờ á. Thì bắt đầu là em gọi giết rồi bắt đầu em thiếu tiền luôn mà. Rồi cái bà bưu điện nói thôi em về đi, rồi có gì bữa nào trả. Mà em cứ liên tục thiếu, tức là mỗi lần là tại gọi nói nhiều quá, nói đông, nói tây, nói tàu gì tùm lum hết. Cái đó là sao rồi, nhưng mà anh hỏi cái lần đầu tiên mà em nghe giọng em của nghe trong giọng điện thoại á của vợ em là ngọt lắm anh à. Tức là em yêu từ cái giọng nói mà. Có nghĩa là mới đầu là lướt qua là có một khuôn mặt thiệt là xinh xắn phúc hậu. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Thế chừng mà tiếp cận bằng cái giọng nói thì lại giọng nói quá ngọt ngào cho em chịu không nổi. Cho nên em đã bị tốn biết bao nhiêu tiền điện thoại, bị thiếu tiền điện thoại của người ta luôn là thiếu lý do tiền đó điện thoại đúng không? Rồi nó nghe là sao đó có trả tiền điện thoại cho cái bà đó không? Dạ có. Có chứ sao giờ em. Cô ơi, hôm nay cô nghe mà hai vợ chồng kể lại cái chi tiết này nghe nó mát lòng đúng không cô? Hả? Rồi sau đó thì sao nè, tình cảm phát triển nảy nở sao nè? Bao lâu thì mới cưới nhau? Lúc mà Lý nói chuyện với anh á, là lúc đó em có phát hiện ra được anh đây chính là cái người đàn ông mặc áo tím không? Trời ơi, thì phát hiện nhưng mà lúc đó em đang thất tình một cái bạn kia. Người yêu lắm. Em đang thất tình cái bạn kia, em đang buồn bã. Rồi em nghĩ rằng là lý do là tại em đi không được nên là mới có nhiều trắc trở ở với cái bạn kia. Nên là nhân dịp ông này ông gọi rồi ông tỏ tình rồi thế này thế kia là mình đang bị đau như thế này nè. Nên là mình nghĩ không, mình không có tiếp tục quen nữa. Giống như mình không có tiếp tục mà cho ai một cái cơ hội để người ta giống như quen mình nữa. Bây giờ anh thương em đúng không? Thương nói ba má qua cưới. Là em chịu. Chứ bây giờ đừng có gọi điện tới lui. Mất thời gian đốt đúng nhiều không? Thời gian với lại là em sợ em yêu dây dưa là em là người thất tình. Em thất tình là em là người buồn hơn anh. Vì em không có đi cà phê được, cũng không đi ra ngoài để xả stress được. Mà em sẽ là một cái gì đó mà em thì rất sợ xấu. Sợ xấu là sao? Là sợ khi mình buồn á là bắt đầu nó nhan sắc nó sẽ tuột xuống. Nên là không, nói là chịu là cưới thôi. Đừng gọi điện với lại giống như đừng có tới lui với em. Thì anh nói chứ trời đất ơi, mới quen em có một tuần biểu cưới gì. Vậy nói vậy là anh đâu có thương em thật. Vậy thôi. Thôi đi đừng gọi điện em nữa. Mới có một tuần thôi đó. Làm khó rồi, em đó. Lúc đó thì em như thế nào Hoàng Anh? Thì lúc đó thì thời điểm đó cũng thách luôn đó. Cũng suy nghĩ ghê lắm. Nói chung là tại vì trong cái hoàn cảnh mà mới biết nhau mà gặp điện thoại nói chuyện qua có một tuần, hơn tuần thôi mà kêu giống như là để cưới á thì nó hơi quá nhanh đi để mình không có kịp để xử lý. Thì em cũng suy nghĩ dữ lắm, xong rồi bắt đầu là thôi bây giờ cứ lên giáp mặt cái đã. Thì lúc đó bắt đầu là em từ ở Cần Thơ em lên Sài Gòn. Thì bắt đầu là cũng hai đứa cũng nói chuyện rồi các đồ các thứ rồi thôi bây giờ cũng suy nghĩ là thôi bây giờ mình cứ về xong rồi mình ghé nhà cái ghé nhà ông nhạc gia giờ á. Thì bắt đầu là ổng cũng hỏi vậy đó, con quen bác làm sao rồi định bao giờ hay là như thế nào. Tại vì kéo dài thời gian quá thì không được. Thì lúc đó em nói dạ để con về con xin phép bên gia đình con. Thì lúc đó là đi về Cần Thơ là bắt đầu xin phép. Rồi nói với mẹ, rồi nói với bà, rồi nói với dì. Nói chung là nói tất tần tật họ đó. Để mà hỗ trợ, để mà mình cưới vợ. Thì lúc đó mới có 26 tuổi. 26 tuổi. Thì bắt đầu là mẹ, lúc đầu mẹ không chịu. Thì mình kể hoàn cảnh của vợ em giờ vậy đó. Là vợ con ngồi xe lăn vậy đó. Thì là vận động viên, nói chung là nhưng mà mặt xinh lắm, mình không kể, cũng diễn tả rồi các thứ. Sau cái mẹ nói bà suy nghĩ nó không được. Tại vì con bây giờ gì mà con lấy về mới mốt là khổ lắm. Tức là khổ vừa khổ cho bản thân mà là vừa khổ cho ví dụ như mình không chịu đựng được á, rồi mình bỏ con người ta rồi các thứ thì sao. Nói chung là con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Thì lúc đầu mẹ không chịu thì bắt đầu tiếp tục tấn công cho bà ngoại rồi mấy gì rồi các thứ. Thuyết phục đó. Tấn công vô rồi bắt đầu là cũng mấy gì cũng nói vô, đốc vô, đốc vô. Rồi cuối cùng thì mẹ cũng đồng ý để đi qua mà gọi là ta gọi là dạ, hỏi xem mắt á, chưa lúc đó chưa hỏi anh. Lúc đó mà là xem mắt thôi. Thì qua xem mắt cái tự nhiên qua tới nơi thì cái mẹ lúc đó mẹ mới
vô nhà xong rồi bắt đầu chào hỏi rồi các thứ, xong cái mẹ lại gần bà xã em thì mẹ mới ôm, xong rồi thấy bà rớt nước mắt. Mình cũng không hiểu trong đầu mẹ, mình không mẹ hiểu rớt là nước mắt hả? Dạ mẹ. Mình không hiểu thì sao, thì từ đó về sau là coi như là xong cái việc đám hỏi đó rồi là đám ra mắt đó rồi là tiến hành tới ngày đám hỏi luôn. Là chỉ có một tuần sau là đám hỏi là về mẹ chịu luôn. Dạ mẹ, em sẽ em hỏi mẹ là tại sao mẹ khóc. Mẹ ba chịu mừng muốn chết rồi, hỏi chi nữa. Trời, tức là em không, không em biết hơi lại mẹ có tâm sự với em là mẹ thấy thương và cái điều mà mẹ càng lo lắng là sợ ông này nè, quen người ta thương người ta rồi ở thời gian rồi chịu không nổi rồi lại bỏ rồi bất công là Kim Lý lại khổ thêm. Tức là cứ nghe thương con nhưng mà gặp cô gái này là đúng mẹ rồi. thương cô gái này liền, và nhưng mà sau đó là kèm với cái tình thương là nó là một cái nỗi sợ, nỗi sợ. Nhưng mà bây giờ kể là cái câu chuyện nè, sau khi nghe vợ kêu thách cưới á thì lên Sài Gòn đúng không, rồi lên Sài Gòn là hai đứa nói chuyện với nhau rồi có nắm tay rồi có trao cho nhau nụ hôn gì không? Trời, em kể cho chị nghe mà anh với chị hết hồn luôn. Sao? Trời ơi, ông nói ông thương mình, ông yêu mình rồi, bị gì đang là xa mà. Xong lên, từ sáng đến chiều, không dám nắm tay em. Rồi cũng không đụng chạm gì đến em biết nào. Thế em suy nghĩ là, chắc cái ông này không phải vậy quá. Hay là mình chưa đủ sức để mà... Chống đụng giống như, vô mình. Thì mình nghĩ mình, lúc đó trong đầu em nghĩ hoang mang lắm. Vì nghĩ mình đi không được nữa. Chắc mình không giống như những cô gái khác á. Xong mình suy nghĩ. Cái xong sao chiều tới chiều tối á. Cái cả nhà đi, em thì hai đứa em nó đi học rồi. Bác thì đi làm. Thế ông ngồi lên trên cái giường, em cũng ngồi ở đó. Thế thì măng mê sao nắm lấy được cái tay em vậy. Trời, đàn ông gì mà nắm lấy tay em mà cái tay nó của nó, em nói nó lạnh dã man luôn. Rùng đúng không? Cái em mới nói chứ sao anh nói anh thương em mà từ sáng giờ em đâu có thấy anh thể hiện gì đâu anh. Trời, nói vậy sao mà dùng hết sức lực đàn ông hay sao á. Sức hàng mồ hôi luôn mà hung đúng trên trán em con cái thôi. Trời cha ơi. Cha hung con vậy đó. Cái chiều tối bác về rồi cái rủ em qua nhà bạn chơi. Mà tự ảnh quen em là đó là lần đầu tiên ảnh lên Sài Gòn. Rồi cũng lần đầu tiên giống như là ảnh hỗ trợ cái việc đi đứng cho em. Trời ơi, thôi thì ngủ người ta đi chơi đã, người ta khó khăn rồi, ta đi khó khăn rồi. Đi lựa chỗ nào nó thoáng và nó dễ đi. Không. Đi đâu? Đi qua tuốt ở bên chỗ đó là chỗ nào? Bình Tân. Quận Bình Tân á. Xong rồi là thì nếu nằm ở lề đường cũng được đi. Không, chở qua nhà bạn. Xong rồi là ẩm tuốt vô một dãy nhà trọ. Nó xa ơi là xa luôn. Mà mình đã ổng mới bế mình lần đầu là mình còn mắc cỡ nữa chứ. Tôi nói ông này không có ý đồ gì không, sao vô cái chỗ gì mà nó xa. Sao vô tới nhà trọ? Vô tới nhà trọ là gặp bạn của anh. Thì nói chung là hai người đó, khi người ta gặp em người ta chắc cũng bỡ ngỡ. Anh đó là bạn thân của anh này. Thế là anh ấy cũng bỡ ngỡ. Mà bà chị vợ của anh nó cũng vậy luôn. Mình cảm nhận là chắc tại vì người ta cũng không nghĩ là cái anh này là anh quen người giống như em đâu. Anh chở qua là do tình cờ. Đó. Rồi ví dụ chơi này nọ trong nhà đó đi, không có vấn đề gì, nói chung là khó chịu hay gì cũng thoải mái. Trên đường đi về là xe hết xăng. Mà em đã nói giống như em đi đứng khó khăn mà xe hết xăng sao em xuống. Ê, chở vô trong chỗ rồi xăng. Chở vô chỗ rồi xăng xong rồi chị biết em phải tuột về phía trước à. Trời ơi trời. Em nói cái ông này chắc không xong rồi đó. Trời lý anh trục cái cảnh đó. Thấy trục chặt anh nghĩ sao vậy trời ơi. Em nói em rồi xong rồi đâu phải mình trượt là xong đâu. Cả một cái 4-5 người đổ xăng người ta nhìn. Trời ơi chị này chị cũng không chịu xuống xe nữa. Ngồi luôn ở trên xe. Đi xong rồi nha. Đổ xăng xăng rồi em vẫn ngồi đó mà người ta bật cái yên xe lên. Chị thấy nó ghê chưa. Thì em nói trong cuộc đời không biết sao em lấy ông này nữa đó. Hay xong đi ra đường em càng vàng. Vấn đề là tuột lên nữa. Rồi thì tuột lên nữa. Phải kéo từ ở dưới cái chỗ này. Hoặc là cái yên này nè. Yên là phải chùi nè đó. Mà gặp mình yếu ớt nữa mình bấu lấy ổng mình mới tuột lên được cái phía trên. Hay xong ha. Xong rồi mình cũng gán chịu đựng ra khỏi chỗ đó xong càng vàng. Nói kể từ đây trong cuộc đời anh nha. Là lúc đó không có nghĩ là quen nhau nữa đâu, là em cự luôn á. Em nói là kể từ đây trong cuộc đời nha, đừng bao giờ chở em đi mà xe hết xăng hết trơn. Ủa em sợ đổ xăng lắm rồi. Đúng rồi chị. Em nói là đừng bao giờ nha, còn không mà mình nghĩ quen đi anh. Ủa anh nghĩ sao để người ta đánh giá em là trời ngõ đó vậy mà
nó vẫn ngồi trên xe để anh ta đổ xăng thôi. Giật lên giật xuống. Trời lên làm biến trời, trời làm biến tới cái mức mà không xuống xe luôn. Đó là ấn tượng nhất của đời em như vậy. Như vậy ấn tượng nhiều quá. Đâu có, em về em tưởng em thôi luôn rồi chứ. Lúc đó là coi như gia đình đã chấp nhận rồi. Nhưng mà lúc đó em nghĩ là em nghĩ ông này luôn rồi đó. Vì thứ nhất là không tâm lý, thứ hai nữa không ga lăng, biết người ta đi không được mà chơi người ta cái trò vậy á. Thôi nhưng mà ổng hiền mà. Đâu anh đi suốt trên đoạn đường về anh sợ em bỏ anh thiệt. Đúng không? Anh nói không không, anh không có cố ý. Nói chung là chuyện đó anh rút kinh nghiệm suốt cả đời. Em đừng nghĩ vậy nha. Đừng giống như là anh không phải anh cố ý đâu. Đây này. Là lúc đó bắt đầu can đảm chị, bắt đầu nắm tay kéo ôm về phía trước rồi. Đã đúng không? Ê, nhưng mà cái tình cảm của hai đứa nó trong sáng không? Nó trong sáng như trăng rằm. Chị nó trong sáng, em nói thiệt với anh chị như trong sáng như pha lê. Tại vì má em như vậy nè. Tao nói rồi nha, bốn đứa con gái, nhà có bốn đứa con gái mà bà căng dặn từ đứa một. Anh nói rồi nha, quen nhau gì quen nhau thì chỉ nắm tay bậy bạ thôi. Bà nói gì nè, thương không thương thì cũng đưa qua bờ qua bụi gì đó. Cái câu má nói vậy. Cậu nói má đưa qua bờ qua bụi lần sau. Cái bà nói thì tao cho Phạm Duy chỉ nắm tay đồ. Bà quá nó hung thì đó, bà dặn là hung tinh ráng thôi. Chớ nếu không có bầu là chết. Hoặc là nếu mà mất đời con gái là sau này lấy thằng sau nó quýnh chết sống luôn. Bà nói là nếu mà chỉ cần là lỡ như cái gì với cái thằng bồ á, là sau này á, thằng sau nó quýnh chết sống luôn. Rồi mình cũng tưởng thiệt vậy chị. Bốn chị em coi như không đứa nào biết gọi là yêu là như nào. Cho đến lúc lấy chồng là cho đến lúc lấy chồng là còn easy. Còn ông này ông giữ ghê gớm lắm. Nhưng mà ổng thì sao? Ổng có trong sáng không? Ổng á, ổng còn riêng đến nỗi mà đêm tân hôn em mắc cười lắm. Có nghĩa là trong thời gian mà quen bạn này là em cũng chỉ nắm tay và hung trên trán thôi. Dạ. Có lúc nào mà em muốn vượt qua cái ngưỡng đó không? Cũng có chứ, nhưng mà mình sợ. Tức ba má sợ. Có dặn không? Ba má có dặn không? Không, ba má thì mày, không có dặn nhưng mày mà... Mày làm cho con người ta có chửa mà mày không biết rồi. Mày bị quấn bầm đầu, bầm cổ không? Quấn chết sống không? Nhưng mà bây giờ nè, Lý có phải là người đầu tiên của em không? Hay là trước Lý là em đã có một vài mối tình rồi? Mối tình thì không có, nhưng mà ta thương em nhiều chứ em không có để ý nhiều tới người ta. Cái đó là em biết luôn á. Nói chung là không đúng đối tượng á. Nãy Lý nói là ẩm còn zin luôn mà. Có nghĩa là người ta thương ổng chị Dân, rồi người ta nấu cơm, người ta mang tới cho ổng ăn thì mang rồi để đó, rồi người ta chờ ổng nói chuyện này nọ, ổng hỏi nói gì á. Mẹ nói vậy á. Nhưng mà kể cái vụ mà đêm tân hôn sao hai đứa cùng zin hết trơn rồi không biết làm sao đây. Thì đó. Rồi mà sao Lý? Sao ổng em hỏi chị tám hỏi rồi là mình đã được dược rồi chứ gì? Không, ổng không dược. Ổng không có dược. Nhưng mà em có gợi ý không? Không, tiêm sợ má em la. Bé Lý nó cũng sợ bị quánh chết bị gì mới đám hỏi thôi mà. Có nghĩa là theo như em biết á, người ta bảo là đám hỏi là coi như thuộc về nhau rồi. Mà thời đó là anh cũng lên Sài Gòn rồi với em rồi. Nhưng mà chừng ấy thời gian mà không làm gì nhau. Cứ hát cái câu gì nè, em chưa thi đỗ thì chưa động phòng. Của Lưu Bình Dương Lễ đó. Nhưng mà thời điểm đó là thật sự là em đang chờ thi và đang tập luyện để thi. Thi Paragame á. Dạ, nên là anh cũng không làm gì. Cái nhiều khi suy nghĩ, rồi nói chứ lúc đó thì anh cũng biết khung mình rồi. Cũng biết khung xa xa gần gần rồi. Bây giờ cái đêm cái đám hỏi thì sao nè? Sao cái đám hỏi là cái đêm tân hôn sao nè? Giờ mình vô thẳng luôn nè. Cái đêm động phòng sao? Ổng xà quần luôn đúng không? Đúng rồi, em không nhậu luôn á nha. Có nghĩa là ông cũng quý cái đêm tân hôn của ông lắm. Không có nhậu. Là ông hoàn toàn tỉnh táo. Mà rốt cuộc rồi tỉnh quá nên nó tức quá. Là coi như ngay đêm đó là có đêm tân hôn hay là phải qua mấy hôm sau? Nói chung là đêm tân hôn nên nói gì anh Thuận vậy đó cũng xà quần không biết lối luôn. Nhưng mà có thành công không, Lý? Không. Thì sao qua mấy hôm sau là... Đúng không? Thường là như vậy đó. Đó anh là... gặp anh với chị Dân coi như là đúng chứng rồi. Kiến nhiều cặp vợ chồng lắm. Các cặp vợ chồng mà giữ gìn cho tới ngày cưới là thường là ngay đêm đó là không khó có đêm tân chỉ hôn lắm. Chỉ có cặp hình cặp như là mấy tháng sau luôn đúng không? Mấy tháng sau mới thành công luôn đó. Đó. Không không, chỉ có hai đêm đầu thôi. Vì thứ nhất là ngủ nhà mẹ. Mà anh này cho tới giờ cũng vậy. Riêng cái chuyện đó là thứ nhất là chỗ đó là phải một mình. Chứ mà nếu ví dụ như là phòng này cặp phòng kia của họ được luôn nữa. Mà nhậu rồi là cũng được luôn nữa. Rồi xong cái đêm thứ hai. Cái đêm thứ hai cái đêm đầu ấy giống như ông xà quần. Ông cũng tự cởi đồ em ấy chứ. Xong rồi ấy nhưng mà anh không biết là như thế nào luôn. Giờ bắt đầu như thế nào là không biết. Rồi xong rồi cái nói chuyện hồi cái măng mê tí xong rồi ôm nhau ngủ luôn.
À. Ủa nhưng mà có hỏi thăm bạn bè hay là má với ba để mà chỉ bí quyết được không? Em thì không hỏi. Không hỏi luôn. Còn em thì em có không, em nói thật nha. Bây giờ nói là về nhà không có được ghen. Là có nghĩa là trước ảnh em có quen một anh kia. Ừ. À, thì ví dụ như những cái chuyện mà hung đơn giản thì là mình đã trải qua. Ừ. Nhưng mà điều chỉ không có cho anh kia là va chạm cơ thể mình thôi. Ừ. Đó, nhiều người biết vậy. Nhưng mà anh ấy, nói chung là em quý nhất là cái gì? Là anh ấy còn riêng thôi. Là anh có nói dối mình. Là thời đó hỏi ông có khen yêu ai hay là có làm gì với ai là phải khai thiệt không? À. Là không dối em. Anh ấy không, chưa. Chỉ có hồi lúc anh 14 tuổi á, là anh có quen cái bạn học. Là anh có hung bạn đó. Đó trời đất cơi, 14 tuổi rồi biết. Là chỉ có trước mà. Mà kể từ đó chắc cái đợt đó chắc hung, chắc trục trặc lắm, mà gì mới ngán cho tới giờ luôn. Chắc có trục trặc không anh? Ủa nhưng mà là Lý, anh hôm trước anh cũng chưa có hỏi em cái chuyện này. Tức là cái vấn đề của em á, cái hoàn cảnh của em á, là lý do gì mà em bị khuyết tật? Tức là cái hoàn cảnh á. Có nghĩa hồi em sinh ra là em đứng đi bình thường. Em nói chung là ông nội em còn nói chứ, con nhỏ này nè, nữa là nó đi ruộng với tao. Ai nó bự con, trong mấy chị em lớn con. Rồi cái bắt đầu em khoảng 3 tuổi mấy, gần 4 tuổi cái bắt đầu em sốt. Là em sốt, là từ cái ngày sốt đó dây dưa cho tới lúc em 7 tuổi là chính thức em không đi được. Là sốt bại liệt đó. Dạ, cái thời điểm đó là cái dịch mà sốt bại liệt đó, nhiều bạn bị lắm. Bây giờ mình thì là người được rồi. Thì đó bởi vậy. Nhưng mà nói chung là may mắn như thế này. Thượng Đế lấy em đi cái chân, nhưng mà cho em lại người đàn ông tuyệt vời, anh xã em. Nên là hiện tại bây giờ và theo em nghĩ là mãi mãi về sau này là em không nghĩ em khuyết tật đâu. Bởi vì em thấy em không thiếu cái gì. Giống như là hồi em còn con gái á, là hầu như những cái gì em thích hay là cái gì đó, chẳng hạn em muốn đi đâu đó em chưa biết đi chợ là gì luôn á. Cho mãi tới em lớn em không biết cái chợ là cái gì luôn. Quần áo thì ba mẹ em mua sẵn cho em bận vậy thôi. Mà thậm chí em bận quần áo còn bị hạn chế nữa. Nhà em thời đó nghèo lắm, ba mẹ rất nghèo, mà tới 6 anh chị em nữa. Nên là quần áo á, giống như chị lớn bận rồi tới em. Đó, nên là quần áo chị lớn bận xong rồi là tới em. Nên em không có cái cảm giác giống như mua sắm hay chợ búa nó như thế nào. Từ nhỏ em cứ ở trong nhà thôi. Rồi khi em lấy anh á, thì em mới biết là ở bên ngoài nó có rất nhiều thứ mà mình chưa hề biết. Mình chưa hề biết đúng không? Dạ đúng rồi. Mà anh cho em tất cả những cái điều đó. Đi đây đi đó rồi này kia nọ. Mà chị hỏi em nè, khi mà bắt đầu á, em sau cái đêm tân hôn, coi như là qua 2 hôm sau đó, khi mà coi như Lý hoàn toàn là người của em rồi, mà em là người của Lý rồi, thì cái cảm xúc của em sao? Em hạnh phúc không? Lúc đó cảm xúc là nó rất chi là hạnh phúc. Tại vì có cái này cũng vui. Lúc mà sau cái đêm sau cái đám cưới á, thì mấy hôm sau á, là cái liên tân hôn á, thì nó có cái trường hợp như này, em thì em cũng không biết. Thì hai đứa mới tối mới xào quần, thì cứ xào quần mà cái giường thì cái giường nhà trọ ở Sài Gòn nó nhỏ xíu hà. Đủ hai đứa nằm mà nó không có lớn. Thì cái ở dưới đó thì cái niệm, nhưng mà cái niệm mỏng nha. Rồi cũng có lón tấm ga cũng màu sáng. Nên là hai đứa xào quần gút gột xong cái xào quần, rồi bắt đầu là dính với nhau, rồi cái là xong hết cái ngủ tới sáng. Thì ngủ một đêm tới sáng thì mình hai đứa bước xuống giường thấy trời gì cái giường thấy gớm vậy. Thì lúc đó mới tá quả ra là trong cái thời gian mà gọi là người ta gọi là cái gì ta, cái gì giống như là cái máu mà nó dính dưới giường á, thì mình cũng không biết, thì lúc đó mình cũng không biết, thì nói, em mới hỏi vợ em, nói ủa cái này cái gì thấy ghê vậy em, thì vợ em lúc đó hình như em trả lời đúng không, em trả lời là như là cái đó là tiết chinh đó, chinh à, tiết đúng rồi, của chinh, gái tiết chinh. Thì nó à thì ra đó giờ mình không có biết cái này à. Chứ ông mà biết cái thời điểm đó. Cái đêm tân hôn nó chỉ coi như giống như là mình cũng không nghĩ gì, và giống như tự nhiên mình cái cơ thể sinh lý của mình nó giống như là hai đứa gặp nhau vậy rồi tiến tới vậy thôi. Chứ thời điểm đó thì báo đài báo chí rồi các thứ mình cũng đâu có nhiều, nên là con út ít coi.
đó là cái mà em ấn nhớ tượng mãi. Nhớ hoài nhớ mãi à, cảm xúc rất là hạnh phúc đúng không? Nhưng mà mỗi lần em hỏi chuyện đó với anh á là anh cứ mắc cỡ mặt mà em đỏ tía xong anh không trả lời em gì hết trơn. Giờ còn mắc cỡ không? À, bây giờ hả? Mấy năm rồi hai đứa mấy đứa là... chưa chị nhưng mà nói chung là riêng về những cái chuyện đó là anh rất là hấp dẫn mà anh tuyệt vời một cách kỳ lạ em không biết nữa. Ồ vậy đó hả? À, em cũng không biết chuyện vợ chồng á hả? Dạ có nghĩa là luôn. Bởi em mới thắc mắc em mới hỏi bà chị em mà hỏi chị ví dụ như chị rồi ví dụ sau này thì sao chị nói ôi cứ giống như tả bài vậy mày em nói sao em không vậy ta vậy em bất bình thường hả? Nhưng mà ảnh là tuyệt vời có cái là giống như anh lúc nào cũng cho mình có cái cảm giác là mình luôn mới mẻ nên là ảnh hay vậy chứ theo khi nếu như mà em mà bị cũ kỹ như chưa chắc là em là người tuổi thân nhiều lắm tại vì em cứ nghĩ là trên cơ thể em nó có khuyết điểm á nên là em sợ em làm vợ không có được trọn vẹn á nên em cứ tự nghĩ nhưng mà ảnh nói không đó là ý là anh tạo cho mình một cái đúng cảm rồi giác, là... cảm giác là em là bình thường anh nghĩ là em lúc nào cũng tuyệt vời và hấp dẫn ví dụ anh ấy tạo cho em cái cảm giác này cái thanh xuân trong chuyện mà vợ chồng đó là hai vợ chồng luôn luôn nói chuyện á là Hoàng Anh luôn luôn dành một cái tình cảm rất là đặc biệt dành cho vợ rất là trân trọng anh thấy được điều đó hai vợ chồng là có hai bé rồi. Vậy hả? Gái trai đều có đủ luôn là bạn đây nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ bé lớn em 15 học lớp 9 là bé gái à? Dạ. Ồ trời ơi hay quá. Bé nhỏ là 8 tuổi học lớp 3. Trời ơi con gái đầu là coi như giờ đỡ đần cho mẹ. Dạ cho nhiều 10 điểm ha. Rồi đó 10 điểm á. Thì là hạnh phúc quá rồi. Hay quá. Bây giờ nếu mà kể không, nữa em thì... mãn nguyện em mãn nguyện với những gì em đang có. Cũng hai đứa nói... thôi ha. Chứ dạ. Định đứa thứ ba. Không tôi nếu mà thật sự mà muốn sinh đó nha là em với anh đều thích con nít. Thậm chí nếu mà em không sinh mổ á và em sợ là lỡ em xảy ra việc gì không ai nuôi con em sợ vậy á chứ nếu không em đẻ 4 đứa thôi, em rất là thích thôi. Không hiểu đã tại trai sao? Gái đầy đủ rồi là hai đó em. Tại vì em còn phải hưởng thụ chứ nhưng mà này... trong thâm tâm là vẫn muốn có thêm đúng không? Đúng rồi, đôi khi em nói anh thôi không mấy bây giờ cái đứa này lớn hết nựng được rồi thế mình đẻ đứa khác đi để em nựng. Thôi đang khó khăn thì đó mình sợ thứ nhất thứ hai nữa sợ sức khỏe chưa kể là dịch bệnh nữa rồi khó khăn đủ lắm sức khỏe nữa rồi tụi em phải tận hưởng hạnh phúc đi thiệt mà đấy nghe nè hôm bữa là anh có mời lên chương trình vợ chồng son rồi đúng không và em rất là vui đúng không và thậm chí em vui nhất là cái phần nào em nhớ không em thích cái phần nào em thích cái phần kể xấu ảnh đó bây giờ em muốn không hả hồi nãy giờ toàn là nghe kể chuyện cái toàn là đẹp không bây giờ muốn hay không muốn gì cũng phải kể bây giờ kể đi em đó không bây giờ để Hoàng Anh đúng rồi Hoàng Anh kể trước đi xấu vợ em xấu thì tật xấu chứ không phải xấu nha vợ em đẹp nha giống như là cái khuyết điểm xấu thì cũng ít chứ không nhiều có mỗi cái giống như hai chồng mà cả ngày làm việc mệt giống như mình khi mình về tới nhà mình muốn nằm xuống cái mình ngủ cứ về tới nhà tắm xong cứ vô phòng rồi là ngủ trước khi ngủ là phải ôm mà nhiều khi ôm tới sáng bữa nào mình ôm luôn tới sáng mình mệt quá mình ngủ mình ôm luôn tới sáng cái là sáng ra nói hôm nay anh tuyệt vời giống như ôm tới sáng rồi là vậy là phái hả phái ôm vậy đó phái ôm mình á nhiều khi em á thì thường á kế bên em có cái gối ôm thì em hay ôm cái gối ôm hay quay qua ôm cái gối ôm mà em ngủ mà trong cuộc đời ghét như cái gối ôm đó đó là tật xấu như cái tật xấu cái ba ngủ xong rồi có khi nào bà đè mình không tật đó dễ thương mà bắt ôm bắt chồng mình ôm vậy thôi ôm quá chị em ôm kỳ lạ lắm chứ không phải ôm thông thường đâu sao đâu ôm kỳ không lạ vậy, là sao? Ôm là phải nhét hai cái chân em vô cái háng của ổng em mới chịu đêm nào em nói anh quýu em chưa không quýu được khỏi ngủ còn mà ví dụ hôm nào anh nói không hôm nay anh mệt lắm anh nằm vị trí này anh sẽ thoải mái lên tôi nói vậy thì đi xuống chỗ khác ngủ đi anh là như vậy anh phải ôm em xong rồi anh phải nhét hai cái chân em vô trong cái háng anh mới chịu nhét vô nó ấm rồi sao á không biết nhưng mà em thích như vậy thấy đi không được chứ gác dữ lắm vậy ngủ gác thôi coi nào mà gác hai chân lên cổ mình không có chứ nhiều khi cũng có xem vòng phải không xem vòng phải không có thấy đi không được chứ gác dữ lắm em khi em tập rất là mệt là bắt đầu tối em ngủ bằng sáng anh nói em á em không có giết anh bằng gì mà em giết bằng cái chân của em để lên cổ anh xong rồi anh nghe cái đó mà để xuống hoài em cứ để lên rồi gì nữa nè với thêm cái nữa là còn nữa hả giống như bữa nào mà vợ em mà mệt trong người á là em biết nằm xuống khoảng chừng 10 phút 15 phút là ngủ bắt đầu là tự nhiên là
là ra tiếng động đó. Là ngáy đó. Đó là mệt. Nhưng mà thường ngày thì giống như bình thường thì không có gì hết. Nhưng mà cái khi đó... mà mệt rồi là ngáy, ngáy nhiều khi mình ngủ không được luôn á. Vậy đó. Không, cái đó cũng đâu phải tật xấu đâu, cái đó là cái tật của người ta rồi. Em phải kể một cái tật mà xấu á. Ví dụ như là hay nóng tính nè, rồi cọc cằn nè, hay là bếp bối nè, thì hay shopping đã... bừa bộn nè, mùa đó. Shopping không, bừa bộn nhà. Còn một cái xấu nhất nữa là như vậy nè. Thôi để ông kể đi. Là em biết ông nói đúng như vậy nè, là ăn á là cho ăn cá rồi làm cự á. Khó là ăn á hả? Có nghĩa là chị ăn thịt cá hả chị? Là ổng là người nấu ăn. Là vợ em không thích ăn, không thích ăn cá. Khoái ăn thịt thôi à. À. Mà bữa nào em nấu ăn đi chợ về mà em thấy mua cá là bắt đầu quạo rồi đó. Mà mặc dù ổng nấu cực cổ hen, mồ hôi mồ kê tùm lum hen, mà vâng lên là em nhìn thấy vậy thôi ăn mình ăn đi. Không. Ủa anh đã anh biết mà không ăn cá mà anh mua vậy thôi, anh chạy ra anh mua thịt nha. Nhưng mà suốt ngày đó em cầu nhau luôn. Là giận hờn đó, là không thích ăn cá đó. Là cá. Em xấu nhất là như vậy đó. Cái đó tật xấu đó, cái đó tật xấu đó. Bây giờ có điệu không? Hỏi có điệu không vậy? Có điệu không? Không, không điệu, em không có chở đi. Là sao? Tức là vợ em có cái giống như là muốn đi đâu với em là em phải trang điểm đồ các thứ sạch sẽ đẹp đẽ em mới chở đi. Còn đấy, mà để mặt mộc là em không bao giờ em chở. Nhưng mà mặt mộc cái thì đẹp lắm nha. Chứ không phải xấu. Nhưng mà em không thích. Có nghĩa là vậy. Là tật xấu của chồng. Tật xấu của em. Đó là tật xấu của em đó. Đó là tật xấu của em. Em tự em khai ra trước rồi. Nhưng đó. Mà nè, riêng Lý thì Lý có thích trang điểm không? Dạ thích lắm. Bao giờ cũng hợp ha. Hai chồng thì cũng hợp. Trời ơi, chứ gặp chị gì làm biến. Ngoại trừ cái đó em nghe, ngoại trừ mà lên sân khấu và đi quay này kia nọ thôi, là ở nhà là không bao giờ thấy cái mặt chị trang điểm. Chị làm biến khủng mà đẹp lắm. Chị em nói thật nha, nếu cuộc đời em mà cái chân em nó đi được á thì làm phái làm showbiz, em nói thật lòng luôn. Từ nhỏ em đã ham như vậy rồi. Không biết sao từ nhỏ là em biết lấy phấn son của mẹ ha. Mười mấy tuổi thôi, mẹ đi ruộng là ở nhà làm lấy cái gỗ đó ra, bắt đầu em vẽ. Nhưng mà hồi bắt đầu là chưa quen anh á, là bắt đầu lớn lên được ấy ha, là bắt đầu biết ngựa. Nhưng mà cuộc đời chưa biết mua mấy cái đó như thế nào. Cái tới chừng lấy anh rồi, đúng là cái điều thỏa mãn nhất trong cuộc đời em là anh chở em tới ngay chỗ cái gian hàng đó, xong rồi anh ấy bế em vô trong đó cho em lựa thoải mái, mà chị có tin không? Sướng thiệt luôn. Nhưng mà hai người này lại đồng điệu cái đó. Ông này thì thích vợ trang điểm, mà vợ thì lại quá thích trang điểm. Quá thích trang thì điểm đó là khỏe luôn. Em là cái mở mắt ra là cái việc đầu tiên của em, xính đánh răng xuống miệng xong là em leo lên bàn đó bắt đầu làm. Mà được có cái đủ kiên nhẫn ghê gớm lắm. Đợi em làm không? Bất cứ thời gian bao lâu không cần biết. Đợi là ngồi đợi mà không có tỏ vẻ là giống như nôn nóng đâu, không, rất là thoải mái, uống cà phê ngồi đợi. Ông khoái mà, ông khoái á chị. Ông khoái á. Ê, hồi nhỏ chắc em sớm mới gọi Lý Điệu không, đúng không? Ủa sao nó được vậy? Sếp em gọi em vậy không á? Gọi bằng Lý Điệu. Đừng có nói là nghe cô nhảy xuống hồ cô cũng là mặt đó nghe. Đúng, chính xác. Dạ, đúng rồi. Trời ơi. Hồi đó mà con hoa sen á thì kêu chứ trời, sao con bé đó nó đi thi mà trông nó xinh thế. Mà không nghĩ là em xinh vậy là em thi đậu đâu. Khi mà để mà chọn đi cho vận động viên Paragame, em là người gớt đầu tiên. Thứ nhất là trắng, thứ hai là có chút xíu con. Mà mặt mày lúc nào cũng dạng chỉnh chu vậy. Ông nói vậy thì đâu phải là vận động viên, ông sếp á. Nhưng mà ông thầy ông bảo là, nhưng mà riêng con bé này, ai tôi không bảo lãnh, nhưng riêng bé này tôi bảo lãnh. Nó có cái nghị lực ghê gớm lắm. Nên là ông bảo lãnh em mới được thi á, chứ nếu không là em rớt ngay vòng đầu. Vậy hả? Hoàng Anh ơi. Dạ. Bây giờ muốn hỏi nè, cô ấy có ghen không? Ghen em á hả? Ghen á. Bản tính ghen thì đó giờ em chưa thấy, tại vì ít bộc lộ lắm. À. Mà em cũng không có làm gì để ghen hết á. Ừ. Nhưng mà cũng hay nói lỗ tai nói hoài đó. Anh đừng có làm gì thế này thế kia nha. Giống như giờ sống mà hai đứa đang sống gì nè. Mới mốt lỡ em mà có mất trước á là anh, cái thứ nhất, cái đầu tiên á là anh mà dè dãn với cô gái nào không hay là gì đó là em xuất hiện ngay trước mặt là cho thôi, anh làm là gì đó như anh thế này thôi. Thôi đã dễ sợ không? Em không biết có ghen hay không. Anh làm gì đó, làm gì vậy anh? Lúc đó chắc phải mặc quần vô luôn. Mà cái câu nói đó là thường xuyên xuất hiện trong tay em luôn. Thiệt á, em nói vậy em không có ghen, em không có như thế này thế kia, nhưng mà ngày nào em cũng ca cho anh bài ca con cá. Thứ nhất là anh cũng không phải là người nổi tiếng, nhưng anh cũng có một chút xíu cái gì đó ở xã hội, nên đừng có làm cái gì mà để ảnh hưởng tới thanh danh của mình. Hiểu không? Chứ còn ghen là không ấy, không, anh đi dạy anh có rất nhiều học trò thương thầm anh nha chị. Ha, thì mình biết, mình trực giác phụ nữ mình biết, thì mình bảo là nói chung khi mà em cũng vậy, ví dụ ông thầy em quá tốt với em thì em nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường. Nhưng
mình thầy giới hạn nào đó thôi. Đấy, để cho cái đối phương bên kia biết là à cái cương vị ông đó chỉ là ông thầy, ông không có bậy bạ với mình. Còn ghen là không ghen. Ok, quá tốt rồi. Thôi bây giờ tới em nè. Bây giờ tật xấu của anh nè. Đó, tới em đó. Không, mà nói thật sự trong cuộc đời em nha, anh không có tật xấu, nhưng mà cái giống như cái mong muốn thôi, là anh ấy nói nhiều hơn một chút thôi là được. Mong muốn thay đổi đúng không? Muốn cái thay đổi. Cái tật xấu của ông là gì biết không? Biết tật xấu là gì không? Ít nói á. Thì đó, em không biết, nhưng mà anh rất là ít nói. Ở nhà là em nói luôn thay phần ba cha con luôn á. Con bé đầu nói y chang anh luôn á. Nó không nói gì hết, đằng sau còn đỡ chứ. Tật xấu là ít nói nè. Cho nên cái mong muốn của Lý là mong em nói nhiều lên xíu. Dạ, đúng rồi. Bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, đúng không? Như là ảnh mà ảnh thương em, hay là ngày đó ví dụ ảnh muốn thể hiện tình cảm yêu thương em, ảnh đi ngang cái vậy đó là xong. Nhíu ảnh đi ngang hay là đụng vai chân, nói chung bất cứ vậy đó đấy là xong. Thay vì nói vợ hôm nay em đẹp, hay là vợ hôm nay thấy thương quá gì không, là không có lãng mạn đúng không? Rồi ví dụ như tối mà có muốn nó có nhíu không vậy? Trước khi không, tôi muốn cái mang bê cái vú, cái hung tóc đồ làm búa chua vậy đó. Là biết là anh muốn thôi, chứ anh không bao giờ nói là anh muốn à. Không, cái đó là em nói á. Lâu lâu mà ví dụ nhiều khi công việc nhiều quá, với lại hay là căng thẳng cái gì á, riêng em với ảnh mà nếu mà bị áp lực công việc mà căng thẳng á, là chuyện đó không bao giờ làm được. Nhưng mà lâu quá em nói anh ơi em móc rồi đó. không được không được bây giờ nó móc rồi không có được, tối là phải giải quyết nghe không. Ông nói anh cũng thấy anh vậy ấy xong, nhưng mà đôi khi tới chiều anh dạy anh mệt, em cũng đi bán em mệt ấy xong, về lăn ra ngủ rồi xong. Ủa em nói em móc mà em. Rồi sao, có lãng mạn không nè? Không, em đó, thấy có mỏi là y như em nói á, chứ thường xong chuyện đó xong rồi là em thích anh nói cái gì đó, nhưng mà anh thì không. Giống như anh làm xong cái chuyện đó cái xong anh ôm mình vô anh ngủ, cái anh hung trên trán mình cái rồi thế là xong. Không, thực ra cái đó là cái đó là theo chị nghe, theo chị á, mỗi người một kiểu lãng mạn khác nhau. Ví dụ như là cái chuyện mà anh nhéo là chị thấy lãng mạn đó. Thì chắc là vậy đó chị. Lãng mạn đó. Rồi cái chuyện mà anh hung em xong rồi anh ôm em anh ngủ là chị thấy cái đó là lãng mạn đó em. Đó. Được chịu khó con cái là ôm tới sáng luôn á. Thương con ơi, chịu khó đó. Là cái đó lãng mạn nó cứ. Trời, hiếu có okay, hiếu có người okay nào mà được vậy lắm á nghe. Trời ơi. Em hỏi chị chứ cái giường mà dành cho một người ngủ á mà em với anh ngủ được suốt mấy năm trời luôn á. Thấy chưa? Chị điên vậy thôi. Ai lại nhà chơi ha, mấy chị em cũng nói hai đứa bị điên hả? Sao không, cái giường nhỏ gì mà vẫn ngủ được? Tại vì là đêm nào ổng cũng ôm mình nên là nó không có phải là hai thành một rồi đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ em mong muốn ảnh thay đổi là chỉ duy nhất là nói nhiều hơn chút xíu. Rồi còn Hoàng Anh thì sao? Muốn Lý thay đổi điều gì? Em chỉ muốn vợ em giống như là cũng hay càm ràm lắm. Mà giống như là càm ràm thì những cái chuyện mà giống như hai đứa mà không hợp ý cái gì, cái càm ràm giống như là càm ràm xong rồi thôi chứ không có gì. Nhưng mà em cũng giống như là không hợp rồi đúng không, em dẹp qua quan bên không nói tới nữa. Không nói tới nữa, em bỏ luôn, đó là vậy. Mong mà vợ em vậy thôi, tức là không có nên càm ràm một việc mà càm ràm đi càm ràm lại. Đúng rồi, nói xong rồi dứt dạc đi. Mà em chịu khó lắm chị, em chịu khó dẫn chuyện. Có nghĩa là ảnh mà tái phạm một cái việc na ná cái chuyện cũ đó ha, là em sẽ lấy cái đó ra em áp dụng với cái này. Thì đó, giờ anh mong muốn vậy đó, em nhắm em bỏ được không, em bớt đi, em bớt đi cho đỡ áp lực. Chị nói nghe nè, bớt cái đó đi thì ông bớt áp lực, em cũng bớt áp lực. Thế là ông sẽ nói nhiều đúng không? Không có nghĩa là gì nè, ổng sẽ dành thời, tức là khi mà em bớt cái cầm nằm nó đi đúng không, thì là ổng sẽ bớt áp lực nhiều, em cũng bớt áp lực nhiều, cái tối cái hại chồng nó khỏi bị móc. Dễ thương cái đó đúng, đúng nó đó. Mới hoài nữa. Không áp lực là làm được đúng không? Em nói là vợ chồng cùng chị. Sau khi mà em lên chương trình này xong em mới phát hiện là thì ra là mình bị móc là lý do mình cầm nằm nhiều quá. Ổng bị áp lực. Không phải đúng em, nó làm cho người đàn ông bị cục hứng em. Bị cục hứng đó nghe. Là áp lực đó. Thật ra như thế này nè, anh cũng mong muốn rằng là Hoàng Anh sau chương trình này về sẽ hiểu vợ nhiều hơn, và thậm chí là mình đã lãng mạn trong cái cách mình thể hiện rồi đó. Nhưng mà anh vẫn mong em có nghĩa là nói nhiều hơn nè, bày tỏ nhiều hơn với cô gái này, tại cô gái này rất thích cái điều đó nghe. Ví dụ như thay vì em vậy nè, nhéo cái con mắm này bữa nay dễ thương quá đó. Đó là dính liền anh. Lý điệu này nè. Không, con mắm dễ thương á. Mắm này bữa nay dễ thương quá. Chết luôn đó. Bữa nay chăn mắm đó. Đó nghe. Rồi cảm ơn Lý và Hoàng Anh đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.
ha. Dạ. Chúc cho hai em công việc sẽ thuận lợi nha, may mắn và thậm chí là sẽ yêu nhau nhiều hơn trong những năm tiếp theo. Hạnh phúc dài lâu, hạnh phúc dài. Rồi, cảm ơn chị. Rồi.